Người ở những cái video báo giá cao tiếp theo thì mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đình Nhãn Vlog. Thì ngày hôm nay mọi người cũng là một cái ngày rất là đặc biệt. Thì hôm nay là mình đi đưa đám, cái đám tang mọi người. Mình còn sẵn review cái vườn cau cho mọi người xem nè. Đây là những cái vườn cau mà ta họ trồng đó mọi người. Nhưng mà đất ở đây rất là xấu. Cau nó không có trái gì trơn. Mọi người nhìn thấy không? Chẳng có trái gì trơn. Mới về năm nay nên cũng chưa làm trơn. Mà đất nó xấu rồi sao mà không có té rồi. Ca vườn ri ra mà không có té. Và trước màn hình mọi người đang xem chính là một vườn cau nha mọi người. Một vườn cau giờ đất nó xấu đó. Cho nên là đất nó xấu cho nên là cau cũng có trái gì trơn mọi người. Thì cũng cập nhật cái giá cau ngày hôm nay cho mọi người được biết đó là hôm nay là giá cau vẫn như ngày hôm qua nhé. Là 57.000. Thì cái trước mọi người đang là một cái đám tang á mọi người. Thì bây giờ cũng là cái giờ mà người ta họ đi chôn á. Thì tạm quay lại những cái vườn cau ở đây cho mọi người xem nhé. Thì cũng cập nhật cái giá cau cho mọi người được xem rồi. Mọi người được biết cái giá cau ngày hôm nay. Thì giá cau ngày hôm nay là ngày 25 thì tháng 8 là 57.000 một ký nha mọi người. 57 tới 59 tùy theo khu vực mọi người đang thì thiếu lò câu nha. Thì cũng cuối video thì cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video báo giá cao tiếp theo. Thì mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.